Kính thưa quý vị và các bạn, bữa nay chúng ta có một cái toa châm mới về ngũ hành. Thì bây giờ quý vị theo dõi nha, nhiệt, hơi nóng và hâm hấp đại diện cho dương quá thịnh. Nhiệt là hơi nóng quá độ và hơi nóng một sức nóng hâm hấp nặng thêm. Hơi nóng và cái nóng hâm hấp thường là do thời tiết ngoài mà ra. Nhiệt có thể là do từ trong con người và cũng từ thời tiết bên ngoài. Chúng ta thấy là nhiệt do thời tiết bên ngoài gồm có những dấu hiệu sau: tất cả những chỗ làm sưng và làm mổ, bệnh quai bị, đau sưng phồng lên, rồi bị đau mắt, sưng mắt, sốt cao độ, thân thể rất khó chịu và khát nước, miệng khô, nước tiểu vàng, phân khô cứng hay bị táo bón, lưỡi đỏ và có lớp màu vàng trên mặt lưỡi, mặt đập nhanh. Về cách trị liệu thì loại trừ nhiệt và loại trừ những độc tố, chọn những huyệt như sau: hành gian, dũng tuyền, đại trùy, khúc trì, hợp cốc, lao cung, ngư tế, ủy trung. Về cách châm thì châm để làm phân tán hay dùng kim ba cạnh để lệ cho chảy máu. Gió nội thân thì được chia ra làm hai: nhiệt sung mãn quá thịnh và nhiệt suy thoái. Về nhiệt quá thịnh hay là nhiệt sung mãn, bệnh học rất là rắc rối, phiền toái. Bệnh lý này phiền toái và rắc rối. Bệnh sung mãn này có thể xâm nhập vào nội tạng khác nhau và có thể tìm thấy ở tất cả các ngõ ngách của thân thể. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái toa này nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị theo dõi.